Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Ninh Bình tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà 128 gia đình các chiến sĩ Điện Biên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động này nhằm tôn vinh tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Ninh Bình có 65 liệt sĩ, 163 chiến sĩ Điện Biên và hơn 4.000 dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Lò cao kháng chiến Hải Vân được xây dựng vào năm 1951, đặt trong hang đá thị trấn Bến Sung, huyện miền núi Như Thanh, Thanh Hóa. Đây được xem là lò luyện gang đầu tiên để sản xuất vũ khí, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, kỳ tích của ngành quân giới Việt Nam thời đó. Tháng 9 năm 1951, Cục Quân giới Việt Bắc Bộ Quốc phòng cho xây lò cao sản xuất gang đặt trong hang đá ở thị trấn Bến Sung, sau này được đặt tên là lò cao kháng chiến Hải Vân. Để xây dựng lò cao, hàng trăm tấn máy móc thiết bị và nguyên liệu từ các xưởng ở Nghệ An và Hà Nam đã được chuyển vào đây. Thì cái khẩu bazooka đầu tiên sản xuất tại đây, đó, người ta đã đem vào để bộ đội ta đánh thắng một trận ở trên đèo Hải Vân, thắng được một tiểu đoàn địch ở trên đèo Hải Vân này còn đó, thì cái khẩu bazooka đó đã dùng đánh ở đó. Cho nên sau khi thắng ở đó rồi, thì người ta mới lấy kỷ niệm cái chiến thắng trên đèo Hải Vân do cái khẩu bazooka, khẩu súng cải tiến tại đây đánh ở đó, người ta mới đặt tên lò cao này là lò cao kháng chiến Hải Vân. Và sau này xã này thành lập thì cũng gọi là xã Hải Vân luôn. Theo thống kê, từ cuối năm 1951 đến tháng 7 năm 1954, lò cao Hải Vân đã sản xuất gần 500 tấn gang, đáp ứng được yêu cầu sản xuất chế tạo các loại vũ khí như mìn, lựu đạn, súng cối, đạn bazooka phục vụ chiến trường. Nhưng mà cái thằng Pháp thì nó đánh chủ yếu lỗ đánh cái chỗ này, nhưng mà cái lò cao kia đấy là không ảnh hưởng, bởi vì ở trong này thì chịu ném bao nhiêu lần cũng không bom không rơi vào được. Xuống cái lòng sông này, cái lòng máng này, với lại cái làng đồng mười, cái trong kia, anh đánh lên ngoài kia không đấy, ngoài kia người đó. Xung quanh là bom cả đấy. Thế nhưng mà có cái là thiệt hại thì nó không có, đặc biệt là cái hại về người của thì không lắm mấy. Sau thắng lợi Điện Biên Phủ, tháng 12 năm 1954, lò cao kháng chiến Hải Vân đã ngừng hoạt động với những giá trị lịch sử mang lại. Năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng lò cao kháng chiến Hải Vân là di tích lịch sử quốc gia. Một quả bom đã từng bị thực dân Pháp ném ở đèo Lũng Lô, tỉnh Yên Bái. Quả bom này không nổ. Dân quân đã đi tháo và khiêng về làm cảng an ninh. Ẩn chứa sau kỷ vật âm thanh này là cả một câu chuyện hào hùng và kiêu hãnh của người dân Thượng Bằng La anh hùng. Hơn 70 năm đã qua, có quá nhiều sự đổi thay trên mảnh đất Thượng Bằng. Nên quả bom chứng tích cho lòng quả cảm, ý chí không thể thuyết phục của những người con yêu nước trên quê hương anh hùng. Cũng nghe mọi người kể lại là sau khi quả bom này ném xuống thì nó không trúng thẳng, cho nên nó không nổ, bởi vì nó trúng lệch, cho nên là nó vẫn bị méo một mảnh ở phía miệng quả bom đó, thì quả bom mới không nổ. Theo thống kê, trong giai đoạn quân đội ta thực hiện chiến dịch Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đã thả xuống khu vực đèo Lũng Lô và xã Thượng Bằng La khoảng 2.000 quả bom như thế này. Cá biệt có ngày lên tới 200 quả. Và bằng một phép màu nào đó, quả bom này không nổ. Trong chiến tranh, tiếng kẻng từ vỏ bom đã vang lên thông báo cho người dân về máy bay địch, khẩn trương sơ tán vào nơi ẩn nấp an toàn. Khi đất nước hòa bình, mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau thì vỏ bom lại được phát huy với một vai trò riêng, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự của địa phương. Sau cái thực hiện cái mô hình tế kẻng an ninh và bóng điện an ninh thì đối với nhận thức của bà con nhân dân thì cũng đã thay đổi về cái nếp nghĩ, việc làm và các cái hoạt động sau 23 giờ để tránh là một là cái ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự, và thứ hai nữa là bảo đảm về cái sinh hoạt đời sống của bà con nhân dân thường ngày. Chiến tranh, bom đạn, sự sống và cái chết luôn gần nhau trong gang tấc. Vỏ bom, kỳ vật cuối cùng còn lại sau chiến tranh, chứng tích tiêu biểu về kết nối giữa quá khứ và hiện tại luôn được gìn giữ như một bảo tàng trong lòng dân để nhắn gửi tới muôn đời sau về tinh thần yêu nước, giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.
Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.